Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng xe mới ở Bình Dương nha anh chị ơi. Để tiếp tục vào cửa hàng để cập nhật cho anh chị bạn mình những mẫu xe mà nhập khẩu nè anh chị ơi. Chẳng hạn như là Honda Way 125i anh chị bạn. Hôm nay mình đồng hành với Hà sẽ cập nhật cho anh chị bạn mình. Chào em. Dạ, Thu Hà xin chào anh và chào cả nhà YouTube nha. Hôm nay thì Hà đang có một em Way 125i, chính xác hay còn gọi là Way Thái đó, để giới thiệu đến cho mọi người ha. Và đây là phiên bản 2024 nha mọi người. Mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng em nó ha. Em xe này thì thoạt nhìn thì khá nhiều anh chị lầm tưởng là feature, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ sẽ có rất là nhiều điểm khác biệt ha. Cái phần đầu cũng được thiết kế to hơn nè mọi người nha. Rồi phần mặt nạ nè, từng đường nét rất là đẹp nha mọi người. Và phiên bản này là bản bánh mâm nha. Đây ở phía trong, phần phía trong khác biệt ha. Thì đối với 2024 này á, thì sẽ được bổ sung thêm một cái màn hình đồng hồ nhỏ nhỏ phía dưới này, hiển thị bằng số điện tử nha mọi người. 2023 sẽ không có cái này nha cả nhà. Đó, còn lại thì ở phía trên vẫn là dạng đồng hồ cơ ha. Và ngoài ra thì 2024 được trang bị thêm một cái hộc để đồ nữa nha mọi người. Mình có thể để nước nè, chai nước này, hoặc là chìa khóa, hoặc là những cái đồ vật lặt vặt ha. Khi mà mình không di chuyển nha mọi người, chứ Hà không khuyến khích mọi người để chìa khóa trong quá trình di chuyển nha. Để thêm này rồi đó nó rớt nữa thì rất là phiền phức nha mọi người. Đây là cái tem năng lượng ha. Hiện tại cái em này nó ghi là 1,3 lít trên 100 km. Wow, tính ra xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu nha cả nhà. Đấy, tính ra thì 50 cây mà đi hết tầm khoảng hơn nửa lít thôi mọi người, tầm 600 ml thôi ha, rất là tiết kiệm nhiên liệu, siêu tiết kiệm luôn. Hà chưa thấy cái xe nào tiết kiệm như vậy cả. Rồi ngoài ra thì cái phuộc là đúng không anh? Đúng rồi không? Khác biệt là em cái phuộc đó như là nó nhỏ hơn hồi trước đúng không ta? Nó nhỏ, trong nó thanh thoát và xinh xắn hơn các bạn. Mạnh cái mẽ. Xe thì to nhưng mà cái phuộc thì nó nhỏ nhỏ nha mọi người. Đấy, lốc đen nha các bạn. Ở dưới lại là cái đèn sau nè, đèn sau nó khác nữa nè ha, đúng không đẹp đó. Ha, cái đèn sau họ như họ thiết kế lại rồi đó, so với 2023 thì nhìn nó đẹp hơn ha cả nhà. Đúng là cái gì ra sau nó sẽ khắc phục được những cái khuyết điểm của cái trước đó cả nhà. Phuộc sơn cũng đẹp lắm, trời ơi mau phuộc, đúng là chiếc xe nói lên tất cả luôn mọi người. Nhìn xe thì đơn giản nha, nhưng mà thiết kế rất là ok, đặc biệt là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn nha mọi người. Và đương nhiên là giá nó cũng không đơn giản luôn ha. Hiện tại em này đang có giá là 71 triệu ha. Dạ, 71. Và anh chị nào đặt lịch hẹn trước với em thì em sẽ có giảm thêm cho mình tiền xăng xe 1-2 triệu nữa nha. Còn nếu mà anh chị nào muốn mua góp á, thì mình có thể đưa trước tầm khoảng 15-20 triệu đối với dòng xe này thì em. Ok luôn. Ngoài màu trắng này mình về mấy màu nữa em? Hiện tại thì ngoài cái màu trắng này bên em còn có về thêm cái mẫu màu xanh candy này nè mọi người. Xanh candy này là phiên bản bánh chỉ nha, bánh căm. Bánh căm nha, nhưng mà nó cao hơn bánh mâm nha. Em này tới 73 lận cơ, cao hơn hai cũ nha mọi người. Hình như là nó cao, cái màu sơn này nè em, cái màu. Đúng rồi, màu này nó cao nè. Chứ còn hồi trước giờ em vẫn thấy là bánh mâm nó sẽ cao hơn, nhưng mà không hiểu sao cái zin luôn là bánh chỉ luôn vậy nè em. Dạ đúng rồi, đây là zin luôn anh, không phải tụi em đổ lại đâu. Cái phiên bản của nó là vậy luôn á, vẫn xài khóa chìa nha mọi người. Đấy, có hai con ốc này để mình bắt gỗ nè anh chị các bạn. Phiêu trời đâu có đâu. Với lại em vẫn cần phải mở máy. Em biết khác bọt bề biệt nào nữa không? Em thì chưa có nghiên cứu nhiều lắm về cái xe này. Cổ bô nè em, cổ bô dạng như dạng sắn anh chị các bạn. Với lại là có thêm cái bầu hơi nữa. Wow. Mình chạy xe rất là ấm luôn nha. Đó nên là tại sao, lý do tại sao em trước đây cũng có tiếp một khách đó, là anh đó đã mua một chiếc Way Thái cách đây cũng 7-8 năm rồi đó. Nhưng mà tới bây giờ hiện tại chạy vẫn tiết kiệm nhiên liệu và vẫn êm như thường mọi người. Nên là mọi người thấy cái độ bền em nó không phải bàn tới đúng không? Đó nên là rất xứng đáng để mà ra lúa em này nha mọi người, tranh thủ nha cả nhà. Đó. Đấy, các bạn mình anh chị có quan tâm thì liên hệ qua số ở trên màn hình nha các bạn, có để trực tiếp đó. Còn mình muốn trực tiếp đến cửa hàng thì mình liên hệ để được Hà sẽ gửi cái vị trí chính xác cho các bạn mình đi đến cho nó dễ hơn ha. Dạ. Thì tiếp tục cập nhật cho chị các bạn mình là mẫu xe nhập khẩu, mẫu xe Honda luôn nè, Sonic. Dạ. Nè okay, anh nghe nói là thì dòng này cũng ngưng nhập rồi đúng không? Đúng rồi, anh đã có thông báo ngưng nhập từ một tháng trước rồi, nên là hiện tại là bên em đang còn bao nhiêu là em bán bấy nhiêu là hết rồi, có khả năng là không về nữa nha mọi người, không có xe để về nữa ha. Những cái màu là màu 3D nè mọi người, trắng, cái này là trắng đỏ 3D nha, tức là bên Hà tự độ mọi người, nhập về xong độ nha. Đó, xe mới 100% nha, lưu ý giùm Hà nha. Tại vì Hà thấy có nhiều anh hỏi Hà là ủa bên em bán xe mới hay xe cũ nhưng mà lại đi sơn lại. Thì thực tế là không phải là xe cũ mới sơn lại, kiểu như xe mới ít màu quá, mọi người thấy không, Sonic màu zin nó có 3-4 màu à, rất là ít và rất là đơn điệu,
nên bắt buộc là bên Hà phải sơn như vậy để mình lựa chọn nhiều dễ hơn, thoải mái hơn vậy thôi nha. Tại giờ xu hướng theo các bạn trẻ thích những cái màu mới lạ, độc lạ đó các bạn ha. Đúng rồi. Chứ nhà máy mà kiếm màu xanh xanh này gọi là xanh xanh cốm à, xanh ngọc nè. Kiếm làm gì có đúng không? Không thể nào có được. Đó, tem xem bên Hà sơn chìm luôn nha mọi người, chứ không phải dán rời nha, xài rất là bền đúng không ha. Rồi hoặc là xanh tím titan nè. Đó, những cái màu này nhà máy thì đâu có đâu. Sanit ngưng nhập thì giá nó có lên không em? Tuy là hiện tại đã ngưng nhập rồi nhưng mà bên em đang bán với giá rất là bình ổn luôn cả nhà nha. Phiên bản màu zin chỉ có 52.500, còn màu 3D là 54.500, chỉ thế thôi. Và mua mà đặt lịch hẹn trước còn được giảm thêm 2 triệu nữa nha. Đấy, cho nên anh chị nào mà các bạn mình ở fan Sanit thì mình tranh thủ anh mua trong dịp này nha anh chị các bạn ha, để được hỗ trợ như là cái giá ưu đãi và tốt nhất nè. Và nhớ xem video mình like ha, và chia sẻ video nha anh chị các bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới của em nha. Rồi, Hà mong là mọi người sau khi xem video này á, thì sẽ tích cực ủng hộ cho Hà trong thời gian sắp tới nha mọi người. Số hotline của Hà có dùng Zalo luôn, cũng là số chính chủ của Hà nha. Mọi người liên hệ qua đó để đặt lịch hẹn được tư vấn kỹ hơn. Đồng thời Hà có hỗ trợ ship theo toàn quốc nữa nha. Rất mong được mọi người ủng hộ. Bye bye và hẹn lại cả nhà vào những video sau.